Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với hệ thống Hiếu Thành Phát. Thì hôm nay là Liễu sẽ review cho các bạn về dòng xe Exciter 155. Thì hiện tại cái mẫu xe Exciter 155 đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại luôn. Thực chất là bên Liễu bán được rất là nhiều, đầu ra của dòng đó rất là nhiều luôn. Thì với những màu zin thì chúng ta đã quá là bình thường rồi, tất cả các màu zin chúng ta đã biết hết rồi ha. Còn màu sơn mới là những là màu độc nhất của nhị. Thì hôm nay là Liễu sẽ review cho chúng ta một em màu cam đen. Đây là màu sơn 3D bên Liễu mới up lên luôn. Thì đợt trước là Liễu cũng đã có review cho các bạn về màu xanh xi măng nè, màu đỏ đen với lại hình như là có một màu xanh xi măng, màu đỏ đen, có màu xanh chuối, xanh da trời nữa. Thì có một khách ở ngoài Bắc có đặt Liễu là một em màu như thế này, màu cam đen như này để khách chuẩn bị tên tới lấy á. Thì hôm nay Liễu sẽ đưa em lấy lên review để cho những bạn nào mà có muốn đặt màu sơn như thế này thì có mẫu sẵn cho các bạn coi luôn ha. Đây, hiện tại soi cho em nói coi là có điểm gì đặc biệt mà em nó lại hot tới như vậy. Đầu tiên về cái phần đầu như thế này, đây chúng ta thấy là được kết hợp giữa màu đen và màu cam. Thường thì Liễu thấy màu đen màu cam kết hợp với nhau tạo ra một sự huyền bí rất là lạ luôn đó. Có một số cái chi tiết của Yamaha này các bạn càng tôn thêm cái vẻ huyền bí cho cái em xe này hơn ha. Đó, thì phần đầu xe cũng vậy, như một cái logo rất là lạ luôn, như một em xe rất là bốc cháy luôn ha. Đó, tiếp theo là bên hông của em nó đây là được thêm một chút màu sắc là màu trắng vào này nè, làm cho em xe chúng ta chỉ thêm bút lửa hơn nữa luôn, rất là ngầu luôn. Đó, thì em thấy màu sơn này rất là đẹp, rất là cool ngầu luôn. Đó, một vị khách đó vị chắc rất là xì tinh luôn mới có thể sở hữu cái em xe như thế này. Đó, về phần đuôi xe cũng vậy các bạn, là được kết hợp màu trắng và có một số chi tiết chữ này các bạn, chữ rất là. Thì hiện tại là em này bên Liễu đang bán với giá là 47 triệu đồng nha các bạn, 47 triệu đồng thôi. Với những bạn nào đăng ký ở biển số ở huyện á, thì là cộng với Liễu 2 triệu thì biển số giấy tờ nữa. Hoặc có thể là ở thị xã thì 3 triệu và thành phố thì tùy khu vực, có thể là 4 triệu rưỡi là hoặc là 4 triệu, đó là tùy chúng ta ở khu vực nào ha. Thì nếu muốn biết giá lăn bánh thì hãy inbox ngay cho Liễu hoặc là gọi điện cho Liễu số điện thoại chính chủ kèm Zalo là 0383 835066, Liễu sẽ tư vấn một cách cụ thể nhất ha. Bên Liễu hiện tại có bán trả góp luôn. Thì nếu mà chúng ta có mua góp dòng Exciter 155 đối với là bản màu zin á, thì bản thường á thì là chúng ta có thể đưa trước cho bên Liễu tầm khoảng 6 triệu trở lên là được rồi. Đối với dòng xe cao cấp hoặc là màu sơn 3D thì đưa trước bên Liễu tầm khoảng 8 đến 9 triệu trở lên ha. Hồ sơ trả góp gồm chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái và độ tuổi luôn luôn mặc định là 18 tuổi đủ tháng đủ ngày ha. Còn dưới 18 tuổi chúng ta có thể mua tiền mặt được thôi ha. Cửa hàng của Liễu là siêu thị xe máy Hữu Thành Phát, tọa lạc trên đường quốc lộ 14, có thể được gọi là DT741 hoặc đường Nguyễn Văn Thành. Với những bạn nào ở tỉnh khác lên cửa hàng của Liễu mua xe mà không biết cửa hàng của Liễu ở đâu á, chúng ta có thể là tới cổng số 2 của khu du lịch Đại Nam hoặc là tới ngã tư Sở Sao. Bên Liễu sẽ có người lại rước các bạn về cửa hàng mua xe, không cần khỏi sợ chúng ta bị lạc luôn ha. Có người lại đưa các bạn về cửa hàng mua xe một cách an toàn nhất ha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Liễu và Hiếu Thành Phát trong thời gian qua nha. Và đây bên Liễu là có đặt sơn theo yêu cầu của quý khách hàng nữa. Và chúng ta lên cửa hàng mua xe có liên hệ qua cho Liễu, Liễu sẽ hỗ trợ cho các bạn từ 500 ngàn tới 800 ngàn tiền xăng xe tùy khu vực chúng ta ở ha. Và có rất là nhiều phần quà hấp dẫn và ưu đãi trong cái tháng 5 này nữa, thì hãy inbox cho Liễu ngay để biết thêm chi tiết hơn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.